ở gần chùa nha mọi người. Đây bán đây bún riêu rồi nè. Đây bán tất cả các thứ và lưu niệm luôn. Thôi tính không tiêu rồi. Gì tính? Mua heo hả? Mua heo tặng vợ hả? Đồng hết phải đồng luôn nha cả nhà. Đây. Quá đông luôn rồi. Đây, bên này bên kia mà không đông rồi. Ừ, bên nào cũng đông kìa. Quá đông luôn rồi mọi người. Ở đây xe sẽ chạy vô không được luôn nha. Nãy đi bên Tổ Đình, bây giờ lội qua bên chùa nha mọi người. Quá thế đông rồi. Quý cô chú và các bạn, nếu như mà thấy video này có hay nhớ cầu like share và nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh Tiếu Ba Tóc Miền Tây nha mọi người. Đây bán các cổ vũ khí đồ quần áo. Đây tới chỗ nè mọi người. Kính mừng đại lễ 18 tháng 5. Chào mừng quý khách và đồng đạo đang đi vô chùa này nha mọi người. Bà con đang ngồi nằm các kiểu đủ thứ ở đây nhóc kia nè. Đây. Đi cái đế vô. Không cho vô rồi. Không cho đi vô phải không? Này quá đông mọi người đang nằm chờ để tối cúng nè mọi người. Quá đông luôn rồi. Không sao chùa hả? Mọi người đang nằm chờ để tối đang chi sự. Bà đi nghe, đi vô nha. Ừ, để biết rồi.
đông luôn mọi người. Đây là trước cổng chùa nha mọi người. Tông không chứ hả? Đi bộ nắng cũng hơi khó nữa. Bây giờ mà muốn di chuyển lại chỗ tổ đình cũng hơi rất là khó nha mọi người. Hiện tại giờ là đang 9 giờ khoảng 9 rưỡi. Đây kẹt xe nè. Ngay ngã ba luôn, bây giờ muốn lại lấy xe cũng không biết sao lại lấy luôn. Đây Cường, Tính, Tho nè.